Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm Blackpink, đó chính là ca khúc Love Seeker. Ok, trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt tay lên 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7. Sau đó mình mở tay qua 1, 2 và 3, 4 và 5. Mình sẽ nếm lại nha. Phần tay của mình sẽ ngửa ra như thế này. 1, 2, 3, 4, 8. Rồi sau đó mình sẽ nhấc chân bên phải lên, hai tay sẽ bật qua 5, 6, 7. Rồi sau đó mình đặt cái chân bên phải lên 1, 2 và 3, 4 và 5. Sau đó mình kẹp tay lại 8, 8, 8, 8. Ok, rồi lại nha. 2, đi 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3, 4, 8, 5, 5, 5, 5, 5. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ đặt cái tay qua lớp six girl. Rồi mình sẽ quay phần hông lớp six girl. Rồi mình ập vô trong 1, 2 là mình ập ra ngoài. Và sau đó mình đặt 3, 4 và 5 là mình giữ hai tay. Sau đó mình sẽ rớt xuống 6. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên tay bên phải trước, phải, trái, qua. Rồi cái chân mình sẽ nhảy qua lùi về. Ok, 2, đi phải, trái, qua. Sau đó mình sẽ xoay một vòng và đặt tay lên phía ngực bên trái, mở tay ra. Rồi sau đó mình sẽ dễ dòng qua và hấp tay. Ok, đếm lại nha. 2, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 8, 8, hấp. Rồi sau đó mọi người sẽ bỏ 4 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quay 7, chỉ 8. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sau đó mình lướt lên 5, 6, 7, 8. Rồi mình đặt tay lên. Ok, và nhảy. Cùng lúc với cái tay hất lên thì mình sẽ nhảy cái chân. Ok, và sau đó hất tay xuống dưới 2 lần. Rồi mình đặt lên lớp six girl, lướt vô một cái và đặt lên 1, 2, 3, hai tay. Sau đó dễ trái tim. Rồi mình để tay lên vậy và chụp một cái. Ok, rồi chuẩn bị nha. 5, 6, 7. Bye.
chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Love Seeker của Blackpink rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video này thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành vũ đạo bài này nha. Nếu tất cả các bạn có những yêu cầu về những ca khúc khác thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Đừng quên like và share video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.